Cuối tuần trước, đơn vị máy bay không người lái UAV Shadow của Ukraine đăng lên Telegram video lực lượng nước này tập kích hệ thống tác chiến điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo RB-109A Balina của Nga tại mặt trận Donetsk. Trong video, UAV trinh sát của đơn vị Shadow đang hoạt động thì phát hiện một xe tải của tổ hợp RB-109A Balina đang ẩn nấp trong lùm cây. UAV sau đó chuyển tọa độ mục tiêu về sở chỉ huy để triển khai đòn tập kích bằng pháo phản lực HIMARS. Quả đạn HIMARS không đánh trúng xe của tổ hợp RB-109A Balina, song phát nổ ngay gần đó và mảnh văng từ vụ nổ đã xuyên qua phương tiện này khiến nó từ từ bốc cháy. Sau đó, nó đã bị cháy rụi hoàn toàn. Tài khoản của đơn vị Shadow cho biết thêm rằng tổ vận hành Nga đang nấp trong hầm trú ẩn gần đó vào thời điểm vụ tập kích xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Hệ thống tác chiến điện tử RB-109A Balina được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và dự kiến bắt đầu biên chế cho quân đội Nga từ năm 2018. Tuy nhiên sau đó đã bị trì hoãn nhiều năm do gặp vấn đề trong khâu thử nghiệm, theo truyền thông nước này. Tình báo Pháp tháng 10 năm ngoái cho biết Moscow đã hoàn thành thử nghiệm RB-109A Balina sớm hơn kế hoạch và sẽ triển khai chúng tới chiến trường Ukraine với số lượng lớn. Tổ hợp RB-109A Balina gồm 5 xe tải và các thiết bị hỗ trợ. Sau khi được triển khai, hệ thống có thể tự động thiết lập liên lạc với sở chỉ huy cấp cao, các tiểu đoàn, sở chỉ huy đại đội và các thiết bị gây nhiễu độc lập, tạo thành một mạng lưới tác chiến điện tử mà tổ hợp này đóng vai trò điều phối. Toàn bộ quá trình trao đổi thông tin diễn ra theo thời gian thực. Sử dụng công nghệ AI, hệ thống có thể tự động phát hiện, xác định vị trí thiết bị phát sóng vô tuyến của đối phương ở cách hàng trăm km, sau đó phân tích tín hiệu và chọn ra thiết bị gây nhiễu phù hợp nhất để vô hiệu hóa mối đe dọa. Một báo cáo cho biết, tổ hợp RB-109A Balina có thể giúp hiệu suất tác chiến điện tử của mạng lưới tăng thêm 50%. Các tính năng này giúp RB-109A Balina được gọi là khắc tinh của UAV, theo Forbes. Trong cuộc tập kích của lực lượng Ukraine, tổ hợp này dường như không hoạt động hoặc chưa thiết lập mạng lưới liên kết với các thiết bị gây nhiễu khác nên không thể vô hiệu hóa được UAV trinh sát của đối phương. Đây không phải lần đầu tiên khí tài hiện đại của Nga không khắc chế được vũ khí mà chúng được coi là khắc tinh. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 2 tháng 1 đăng video lực lượng nước này phá hủy tổ hợp radar phản pháo Yastreb AV của Nga ở mặt trận phía Nam bằng pháo HIMARS, một ngày sau khi Moscow xác nhận đã triển khai khí tài này trên chiến trường. Đây là tổ hợp radar phản pháo hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga, được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng này đối phó với pháo HIMARS, loại vũ khí đã gây nhiều thiệt hại cho Moscow từ đầu chiến sự và vẫn chưa bị phá hủy một chiếc nào, theo giới chuyên gia phương Tây. Tháng 11 năm ngoái, trên mạng xã hội xuất hiện video khoảnh khắc quân đội Ukraine ném bom dẫn đường Gerdam vào trận địa tổ hợp gây nhiễu Pol-21 của Nga ở tỉnh Zaporizhia, khiến 3 cột anten bị phá hủy. Pol-21 được thiết kế để vô hiệu hóa các đòn tấn công bằng UAV, tên lửa hành trình và bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS như Gerdam, nên nhiều khả năng nó không hoạt động vào thời điểm vụ tập kích diễn ra.